Mắt cá ngừ. Ủa 6 cái vậy hả? 5 cái, ai biết đâu. Như một bịch lớn vậy luôn á hả? Ờ. Rồi bây giờ đi vô bếp làm mắt cá ngừ. Đại Dương lần đầu tiên thấy mắt cá ngừ luôn. Đó, giờ cầm lên mắt cá ngừ coi nó có cái gì đây. Wow, bự quá mắt này. Wow, bự quá. Ở trong luôn. Nè. Phải giữ. Cái này mua ở đâu vậy? Mua trên mạng. Mua trên mạng luôn. Wow, mắt cá ngừ nè. Vui nha. Thôi lần sau từ Quy Nhơn đem vô luôn. Phải giữ 6 con này bao nhiêu? 145 ngàn. Cái để nước để rửa cá nè. Nóng hay sôi hay. Bỏ tí muối, bỏ tí gừng, tí sả. Cái này thêm để nước vô hả? Đây để cho nó sôi lên hả? Bây giờ mình bỏ vô mình rửa hả? Bỏ vô cá để rửa. Wow, cái này bỏ vô vậy là nó chín luôn sao? Hấp lòng muốn chín mà. Đâu biết đâu, lần đầu tiên mẹ làm. Cái này rửa thôi cho nó tái thôi. Ôi vậy là tắt đi cho nó lần đầu tiên làm đâu biết đâu. Ừ, kiểu như tắt để cho trụng tái thôi chứ em, nó có rượu mà đó, phải không? Thôi bây giờ bắt đầu bỏ vô nguyên cái mắt cá lớn thôi. Mình thực ra cái này cũng còn nhỏ nữa. Chịu ử vô lắm em. Chắc là để rửa thì mình đâu cần để sôi đúng không? Tắt ngang rồi. Rồi, bao nhiêu giây gì được? Giờ đi ra rửa, ra rửa. Ok. Bước đầu tiên là sơ chế. Rồi sau khi trụng khoảng chừng là 1 phút. Rồi vớt mắt ra. Trụng sơ với lại là nước gừng, nước sả với lại một ít rượu gừng. Nấu sôi lên cũng cho nó sạch. Trụng sơ qua thấy nó sạch chưa? Ủa nguyên một bịch hồi nãy lấy bự lắm mà nó ra được như đây hả? Ừ, bọc một ký mà sao đi. Wow. Chắc nó có cần thêm không cho không? Ký nhiều quá. Nhiều hả? Chắc hơn một ký. Ờ, 6 gái. 5 gái hả? Đó, dữ. Bây giờ cắt một mớ hành để làm gì đó? Cầm giúp cho cái gì? Rồi sau khi trụng sạch rồi đem vô bếp. Làm gì tiếp? Nước nướng đi. Xào một ít sả để làm cái mắt cá cho nó thơm lên. Đó chỉ đó là phải sả sôi lên. Thôi cho thêm một miếng đất như vậy thấy đồ ăn cũng ngon. Ăn xong rồi cho mắt cá nó có cái nắp dầu ăn. Cái món này là món gì ta? Làm đại ăn hấp hấp mà. Hấp mắt cá. Và là cái này là vừa thêm một ít đường nữa. Thêm muối, thêm mắm. Đường. Đường. Món này
Rồi xào chủ yếu là cho cái gia vị xả, gừng, tiêu, nó hòa quyện với nhau. Rồi xong sau đó là đưa con mắt cá ngừ vào. Xào sơ. Sợ cái này mà xào nó sợ nó bị bể nên tắt luôn. Cái gì đó. Rồi, thơm ghê luôn. Rồi, bây giờ là mình đâu đi nó coi thì nó cần phải lắc lên cho nó gia vị nó đều không? Ướp gia vị. À, giờ là đổ nước vô hả? Dạ không, cái xíu nước vậy thôi để hấp cho nó tính rồi. Có để đổ lên nước không? Rồi sau khi đổ cá vào với lại một ít gia vị đang sôi, bây giờ nó thấm vô ha, vào khoảng chừng 2 phút. Rồi giờ thêm một miếng xì dầu. Cái thằng quảng cá nó nói cho một tí xì dầu. Cho nên cho một tí xì dầu để cho nó thơm. Nó nói sao là dầu heo? Này là dầu ăn. Dầu ăn hả? Mà chi là dầu. Rồi đẩy nắp lại okay. Nha, đẩy nắp lại. Nó nói khoảng 5 phút, 5-10 phút là chín. Cắt hành. Sau khi đang chờ mà mắt cá ngừ nó thấm vô trong cái gia vị á thì làm mớ hành. Mớ hành này để làm gì ta? Nó nói cắt là thả vô thôi. À, okay. Mớ hành với lại một ít cà với lại một ít ngò. Ngò hồi mình để lên trên. Rồi sau khi cắt hành với lại cà chua ấy thì mình cho vô cái nồi mắt cá ngừ để cho nó cái gia vị hả? Nó đẹp. Nó đẹp thôi. Mục đích là cho nó đẹp và nó ăn được. Trong bếp mình phải xếp cho nó đẹp đúng không? Và không có để nó được hả? Này chút cá nó chín nó đẹp lắm. Chờ cá chín. Rồi thì được 5 phút rồi, giờ mở ra coi cái mắt cá ngừ rồi nó có chín chưa? Wow, thơm quá, thơm quá, sôi sôi ngon quá, sôi sôi rồi đó. Nhưng mà có cái là cũng trộn quá, trộn này cho mắt nó thấm gia vị chứ, mắt nó lắc lại. Lắc qua lắc lại vậy hả? Đẩy nắp đó, sắp sắp luôn. Chín mất luôn đó nha. Chín. Quá đã luôn á nha. Rồi bây giờ chỉ cần là đẩy nắp lại, tắt lửa là ok. Bụng ngang thôi. Đưa rồi. Rồi bây giờ cái công đoạn là đưa ra dĩa thôi. Quá trời đẹp luôn. Đợi tí lấy cái muỗng gấp ra chứ lấy đũa đó. Bây giờ mình đem cá ngừ ra thôi. Cười nát không ta? Một con, hai con. Từng con một nha. Thơm quá. Cực kỳ thơm luôn. Thơm. Làm nước sốt. Và nói là phải làm gì đó thắng.
này phải ăn nóng. Mâm liền. Đúng không? À, chuẩn bị lên mâm thôi. A few minutes later. Rồi, thêm một chén nấm. Đây, thêm một chén nước mắm nữa. Đây, con mắt cá ngừ đại dương là đây. Hôm nay ăn cơm với lại mắt cá ngừ hấp hành. Canh chua cá lóc. Canh chua cá lóc. Quá dữ luôn. Còn ở đây là món rau xào đạm bạc cộng với lại năm. Cơm mời cả nhà. Ăn đi. Ok. Lấy cái dĩa nhỏ xong rồi để mỗi người một con. Đây, mỗi người một con gấp lên vậy là nó nát. Nó nát á. Rồi, ok. Bên bự, cái dĩa kìa. Gấp một con cá đè bên ngoài. Wow. Đây là nguyên con mắt cá ngừ đó, lần đầu tiên á. Là làm mà ăn luôn. Hồi xưa đã ăn cái món này ở ngoài quán rồi nhưng mà người ta nướng á. Nướng muối ớt, quán biển xanh lâu lắm rồi. Có phải chấm nước mắm rồi. Chấm tí nước mắm. Thấy sao? Xả gì đâu. Đó. Biết. Quá đã. Con của con đâu? Mất rồi. Rồi thử miếng nè. Hết sảy. Ngon lắm. Hết sảy. Nó sảy mà. Nó đã chứ ạ. Thật nó mềm vừa ăn. Ngon lắm luôn, ăn đi, ngon lắm bố ăn đi. Cái vị nó làm sao? Ăn đi có cảm nhận cực kỳ ngon. Dạ. Bây giờ chọn một con coi. Rồi, ơi quá trời luôn nè, đó thấy chưa, đó mắt à, mắt cá ngừ, mắt cá ngừ này là gọi là mắt cá ngừ chân. Rồi thử coi thêm như thế nào. Wow, nhìn là to ha, nhìn cận cảnh như này to chân. Bây giờ thử làm một miếng nha, gần nửa tiếng đồng hồ. Wow, cắm một miếng mắm. Thử cho người nó sao. Ngon mắt cái ngừ. Nhiều thịt ghê không? Nhiều thịt. Ngon. Béo. Quá trời béo luôn. Ngon. Nào. Còn đây là cái chồng ở trong nè. À, đây là cái vỏ mắt đúng không ạ? Đây là chồng ở trong. Ồ, chồng ở trong nè. Đây là cái con ngư màu trắng á. Ngư cứng đâu ăn được đúng không? Ừ, chấm với mắm. Thử không? Không quá. Nó đã làm sao? Nó không có ngán. Nó đĩa nó giòn giòn, béo béo. Nó thơm không? Thử gừng. Có thơm không? Có tươi không? Thử miếng gừng với là một miếng tiêu xanh nè. Miếng tiêu xanh chưa? Khóc tí nước đi. Khóc tí nước ăn thử ngon. Ngon quá. Rồi lần thứ nhì ăn, lần đầu là ăn nướng. Lần nào ngon hơn? Mỗi vị mỗi khác. Nướng thì nó ăn kiểu hay hơn. Ở này hấp á thì nó cũng lạ. Và nước. Bún này ngon chứ. Nước này nếu mà như bún là nó chảy luôn. Ngon lành đúng không? Ngon, rất là ngon. Ừ.
thử chấm thử là luôn coi đó hả? Vậy ăn. Đây là xương sụn thôi. Không ăn được. Không cứng à, chỗ ngoài quán nó bán một dĩa 6 con. Nhiều tiền. Cũng mắc lắm á, mấy trăm ngàn á. Đó không? Ok. Rồi thử tiếp đi. Mọi người thử coi xem sao. À, chứ còn cái này nữa. Thử coi hồng trắng nè. Nó cứng à, cứng phải sợ ăn. Ôi cắn nhai nát lưỡi. Ăn giống như là mề cứng. Cứng thịt đó. Nhưng mà không có nuốt được đúng không? Ừ. Ngon. Cái này là hy vọng sáng mắt. Kệ tự nhiên. Rồi bây giờ em thử cái con mắt ở bên đây coi nó làm sao. Nãy giờ bên đây ăn rồi cảm giác rồi rất là ngon, béo. Rất là ngon hả? Wow, mà bên đây đây là chuyên gia ăn mắt cá. Nhưng mà ăn mắt cá thu với lại cái kẽm mà hôm nay được thưởng đất. Con mắt cá người siêu to, siêu khổng lồ. Wow, đó, thử coi. Đúng rồi đó. Sô-cô-la ăn con thứ hai luôn hả con? Đúng rồi. Sô-cô-la ăn con thứ hai không? Vô cùng phấn khích nên nó không nói nên lời. Thấy chưa? Sảy con bà bảy. Sảy xuống từ từ. Không có gì. Thôi mắt cá người đại dương. Khắp thành phố này rất là bổ mắt rồi. Chắc chắn ăn mắt thì bổ mắt. Ngon lắm luôn. Cái này là mua ở ngoài nó bán bao nhiêu một ký từ. Đó, để con mắt. Cuối cùng thấy luôn vậy á. Đây, con thứ ba. Nói gì nói chứ phải thử một miếng nước nữa nè. Miếng nước nữa nè, rất là ngon. Thứ này chắc chắn là rất bổ, rất ấm. Tại vì nó có tiêu, có hành, có gừng. Wow. Thấy nguyên cái luôn á. Thấy nguyên cái luôn. Cứ ăn được rồi. Còn miếng nữa nè. Nãy giờ con nuốt hai cái rồi. Thì nuốt luôn. 145 ngàn một bọc nguyên ký á. Đấy hả? 145 ngàn một bọc nguyên ký gửi từ Nhân. Bây giờ cái món này rất là đơn giản thôi, chỉ cần hấp chung trước khi ta chế với rượu gừng ít đi hạ xong rồi xào ông cho cái người vô xong rồi hấp khoảng thì ngon.